Vâng, và các bác đang có tầm tiền dưới 300 triệu đồng mà muốn sử dụng một chiếc xe lành tính, nó không móc túi của quý anh chị, thì sẽ đây là một cái chiếc xe để chị có thể quan tâm đây ạ. Một cái chiếc xe đứng ở phân khúc hạng C, rất là cao cấp, đến từ một thương hiệu Nhật Bản. Và đó chính là thương hiệu nổi tiếng Honda. Nhắc đến Honda thì anh chị đã biết rồi, nó là một cái chiếc xe có cỗ máy khá là lành tính. Và thứ hai nữa, đó là một cái chiếc xe nó có thiết bị thay thế đâu đâu cũng có và rất là dễ dàng. Và một chiếc xe nồi đồng cối đá không bao giờ phá hỏng được. Và nhất là những chiếc xe zin và nguyên bản. Nổi bật của cái dòng Hyundai Honda này đó chính là khối động cơ. Cái khối động cơ của nó đó được đánh giá rất cao. Một cái chiếc xe mà được đánh giá về khối động cơ là đứng hàng đầu về độ bền bỉ. Anh chị có thể nhận thấy được form dáng của xe là nó phù hợp với lại những anh chị nào mà ưa thích cái sự gọi là lành tính. Và cứ lành tính, anh chị nhìn cabo nó zin đét luôn, nó nguyên tem của nhà sản xuất nhé. Nguyên tem nhà sản xuất. Và cỗ máy của chiếc xe này thì nó là cỗ máy của bản full Civic. Nó có hai bản, đó là bản 1.8 và bản 2.0. Bản 1.8 là bản thiếu, còn bản 2.0 là bản full. Thì cái chiếc xe trước mặt anh chị đây là chiếc xe bản 2.0, bản full, có trang bị Cruise Control đi ga tự động và xe được trang bị cửa sổ lock. Bản 2.0 này được trang bị 4 máy và với cái chất lượng máy là tuyệt đối zin và nguyên bản. Thì anh chị có thể nhận thấy được là cái chất lượng máy nó là ngon lành và máy chạy êm, gầm bệ cực kỳ là chắc. Bên em cũng đã kiểm tra rất kỹ rồi, khoang máy rất là sạch sẽ và chuẩn mực các bác nhé. Tất cả những cái thanh nhựa phía bên trên là zin và nguyên bản. Đèn đóm thì nhìn chung là còn rất là mới và mới theo thời gian, những thanh chrome không hề có va chạm gì cả nên nó còn zin và nguyên bản. Đây ạ, anh chị nhìn ạ. Vâng, rất là zin nguyên bản, đèn halogen, đèn gầm này và tất cả các chi tiết là đẹp đẽ và thoáng đãng luôn. Vâng, thì ngoài ra Honda Civic được ưa chuộng, tiếp theo đó chính là cái không gian nội thất để sử dụng nó cực kỳ là rộng rãi. Nó khác biệt hoàn toàn với những cái chiếc xe mà cùng phân khúc. Thì cái chiếc xe Honda Civic này với cái không gian nội thất, anh chị có thể nhận thấy được hàng ghế phía sau cực kỳ là rộng rãi. Nó mang lại cho sự thoải mái cho người sử dụng này. Đấy, có thể ngồi 3-4 người mà không có vướng víu gì cả. Nó không chật hẹp như những cái chiếc xe với ớt hoặc là những cái chiếc xe mà khác cùng phân khúc. Các bác nhìn này, táp ly cửa không một vết xước luôn. Và keo chỉ thì zin đét 100%. Và tất cả những chi tiết con ốc cánh cửa nó chưa từng tháo mở. Em sẽ quay từng chi tiết một cho các bác có thể nhìn ạ. Vâng, em sẽ quay thật chi tiết bởi chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất hợp lý cho anh chị. Đấy, chị có thể sử dụng này. Đó, cánh cửa đóng rất là chắc luôn. Rất là chắc luôn. Vâng, với cái chất lượng về thân vỏ của chiếc xe là được sản xuất theo công nghệ dây chuyền của hãng Nhật Bản. Và là cao cấp. Chiếc xe này khi lăn bánh nó gần 800 triệu cơ. Nhưng bây giờ giá nó chỉ còn chưa đến 300 triệu đồng. Và bên em đang bán giá cạnh tranh. Và phải nói rằng là không ở đâu rẻ được như ở đây đâu. Chắc chắn một điều như thế. Và đây các bác có thể nhận thấy được là công nghệ 2.0. Thì nó được trang bị đó là Cruise Control đi ga tự động này các bác này. Chỉ có bản 2.0 mới có các bác nhé. Đấy, những cái nhựa ở cái phần táp ly cửa các bác nhìn thấy theo năm tháng nó còn đẹp như thế này. Thiết kế mặt táp lô như máy bay luôn. Vâng, cảm giác lái khá là rộng rãi. Và các bác có thể thấy được là với cái khoang nội thất rộng như thế này ngồi có sướng không ạ? Thay vì việc đó là ngồi chật hẹp thì các bác có thể lựa chọn cái chiếc xe này ngồi rất là rộng rãi. Và nói về cái chế độ gầm bệ của dòng xe này thì nó cực kỳ là chắc chắn rồi và rất là êm ái. Máy móc thì phải nói rằng là bền nhất thế giới luôn. Dòng này cứ dầu mỡ thay đầy đủ là gần như là không bao giờ có vấn đề gì về máy cả. Và các bác nhìn lại một lần nữa về khoang nội thất nhé. Bác nào mà có chân dài, chân to là đi xe này thì quá hợp lý rồi, thay vì được đi vai ướt. Xe lên màn hình cam lùi rồi, bản full thì nó có điều hòa tự động các bác nhé. Đấy, nó sẽ có điều hòa tự động và nó sẽ có cửa lock. Đây, điều hòa tự động luôn này. Màn hình Android này này các bác này. Đấy, màn hình Android rồi. Mặt đồng hồ hiển thị này, các chức năng này. Màn hình Android giải trí là 10 inch, điều hòa tự động. Hộp số tự động các bác nhé, hộp số tự động, tay phanh được thiết kế và hộp để đồ và vô lăng này. Đấy, vô lăng cũng là zin nguyên bản theo xe, được tích hợp một số những phím chức năng. Odo của xe là 11 vạn. Vâng, em bật lên cho các bác nhìn ạ. Vâng, đây các bác nhìn này, từng con ốc luôn nhá. Đấy, cánh cửa thứ hai em quay này, từng con ốc luôn, chưa từng vặn mở, nó nguyên chấm sơn nhà sản xuất, còn đó au luôn các bác này. Và phần chi tiết nhựa này các bác này, theo năm tháng mà nó còn đẹp như thế này thì đây là chiếc xe quá chuẩn rồi. Đấy, quá chuẩn luôn rồi. Em sẽ bật cái cốp phía sau để cho các bác nhìn không gian cốp nữa cho nó chuẩn mực. Đấy, và các bác nhìn thấy cánh cửa đóng chắc không ạ? Với na răng được thiết kế đó là na răng 10
Cái này là 17 inch các bác nhé, 17 inch một dàn lốp Michelin mới tinh, bác các bác chủ vừa thay này. Vâng, đang phay 5 chấu đơn, 5 chấu kép luôn. Vâng, đây các bác nhìn này, form dáng xe đẹp. Xe là một hơi màu hơi ghi ghi ra đổi nắng rất là đẹp. Và đời 2010 thì đã lên form mới, đó là thiết kế một cái form mà đặc trưng. Và các bác có thể thấy được là đèn lục lăng. Đèn lục lăng là một cái thiết kế mà nó mang lại cái thương hiệu cho chiếc Honda Civic này. Với phiên bản máy 2.0 EVTEC như em đã nói, đây là một công nghệ bền bỉ, cảm biến trước sau đều được trang bị nhé. Phiên bản 2.0 nó rất là đủ. Vâng, cái form này đẹp không ạ? Vâng, cái đèn lục lăng này đây là một cái công nghệ thiết kế cực kỳ là cao cấp, mà cái thẩm mỹ rất là cao của người Nhật Bản. Đây, các bác nhìn này, em đã bật cốp sẵn rồi. Bác nhìn này, khoang cốp này, tất cả tấm nỉ còn nguyên này, khoang cốp này, tất cả là zin tuyệt đối luôn các bác nhé. Và đây, các bác nhìn ở phần phía trong cốp thì khá là rộng rãi luôn, khá là rộng rãi luôn. Và tất cả các chi tiết phía bên trong nào đều được bảo vệ cách âm chống ồn, các nhựa tấm nhựa còn nguyên. Và tất cả đồ dụng cụ là theo xe sẽ đảm bảo đầy đủ cho các bác nhé. Đây, lốp sơ cua đây. Vâng, đấy là phần cốp rồi. Đấy, đóng mở cực kỳ là chắc chắn luôn các bác nhé. Đấy, đèn đóm thì cực kỳ là đẹp luôn. Và cái lốp thì đây, các bác nhìn lốp này, lốp nào cũng mới luôn nhé, lốp nào cũng mới luôn. Và phải nói rằng là form dáng của chiếc Honda Civic này thì nó rất là tuyệt vời, nó phù hợp với khá nhiều những cái bác mà ở mức độ trung tuổi. Và thường những người sử dụng dòng Civic này là thích cái sự an toàn, có nghĩa là ưa cái thích cái sự là lên xe đổ xăng là chạy thôi, chứ không phải suốt ngày mang đi sửa chữa, đúng không ạ? Vâng, các bác cứ thích sự an toàn, đi chiếc xe này thì an tâm tuyệt đối. Các bác nào mà to to bụng vệ mà ngồi chiếc xe này thì cũng sướng luôn, bởi vì nó rộng rãi thay vì ngồi những chiếc xe chật hẹp. Đời 2010 các bác nhé, phiên bản 2.0 đây, con ốc này, bác nhìn cánh cửa thứ ba này, từng con ốc là nguyên chấm sơn nhà sản xuất chưa từng tháo mở. Và chiếc xe này là zin tuyệt đối luôn, cho các bác yên tâm nhé. Thì em Dũng thực hiện quay clip rất là chi tiết để làm sao cho các bác ở xa các bác vẫn có thể mua được chiếc xe của em, mà gần như đã là đến showroom để kiểm tra luôn. Đây các bác này, cửa sổ lóc các bác nhá. Đấy, bản 2.0 thì có trang bị cửa sổ trời, một cái thiết bị mà có thể chở cháu đi chơi cho nó ngồi lên cho nó thoáng vào mùa hè. Và không gian nội thất thì sạch đẹp, rộng rãi. Đấy, tất cả các chi tiết nhựa cũng như là tất cả chi tiết gioăng của xe là còn zin và nguyên bản. Một chiếc xe mà khá là chuẩn mực về chất lượng cũng như là về kết cấu, các bác nhìn này. Đấy, những cái con ốc nó còn zin và nguyên bản như thế này thì không phải suy nghĩ gì cả. Form dáng xe đẹp và đóng cửa cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, các bác có thể nhận thấy được form dáng xe này đẹp đấy ạ. Với thiết kế Civic, nó là một cái thiết kế mà nó ở cái phần gọi là hoài cổ rồi. Và những ai ưa thích sự an toàn và bền bỉ, lành tính, mà có không gian nội thất rộng rãi, mua xe về để chạy chứ không phải đi sửa chữa, thì các bác phải mua dòng này. Bởi vì nó gì? Nó rất là vừa tiền, 295 triệu đồng. Đã sở hữu ngay một chiếc xe phân khúc hạng C đến từ thương hiệu Honda. Rẻ không ạ? Vâng. Nếu các bác thấy rẻ và cảm thấy hợp lý thì các bác hãy điện ngay cho em Dũng theo số hotline 0964 834 834 để chốt chiếc xe này nhé. Và chiếc xe này đang bán tại showroom của bên em, đó là số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Vâng, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả các bác.